Xin chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh neo 10 TV Chuyện là cái duyên, cái số nó dồ lấy nhau à, Trong cái xui thì nó cũng có cái hên Và chị Lan là cái người rơi vào cái hoàn cảnh này Chị Lan á, năm nay là 25 tuổi Đang sống cùng với ba mẹ bên Việt Nam, gia đình bên Việt Nam Nhưng mà nghe tin á, là bà nội của chị ở bên Mỹ Đang sống với mấy cái người chú, người bác và cô thì nội của chị là được gửi vào trong viện dưỡng lão, tại vì trong nhà thiếu người chăm sóc cho nên là phải gửi vào đó và cứ hàng tuần thì cuối tuần là mấy luân phiên nhau là sẽ đón bà về nhà chơi vào ngày cuối tuần. thì cái ngày hôm đó trong viện dưỡng lão người ta báo cái tin là bà nội của chị bị té ngã trong nhà vệ sinh cho nên là phải mổ sắp xương. thì lúc này bà chị thì tuổi cũng lớn rồi tám mấy hữu gì, sức khỏe cũng yếu nhiều nên là kiểu giống như ba của chị á, nhớ, lo lắng cho má của mình ở bên đó không biết như thế nào bây giờ má cũng lớn tuổi rồi bây giờ má bay máy bay về việt nam thì nó không còn sức khỏe không còn tiện như trước nữa nên bây giờ chỉ có mình á, được qua mỹ để mà mình thăm má thôi chứ má không thể về việt nam thăm mình nữa thì chị lan á, thấy ba của mình có vẻ buồn buồn khi mà nghe tin bà nội bị như vậy ba mình lo mà buồn nữa trầm tư nên chị mới quyết định gọi điện để nói chuyện với lại những cái người chú, người bác và cô của chị ở bên Mỹ Thì sau khi mà chị nói với lại những cái người thân bên Mỹ là ở đây ba chị rất là buồn khi mà lo cho bà nội Thì trong gia đình đó, mấy anh em bên Mỹ mới quyết định là cái người bác của chị mới đứng xa để mà làm thủ tục bảo lãnh, đại diện bảo lãnh cho ba của chị và chị hai ba con đi qua Mỹ để mà thăm bà nội. Đó, thì cái cơ duyên trong cái xui nó có cái hên đó là bà chị mặc dù bị như vậy nhưng mà nhờ cái nhờ cái điều đó mà đã giúp một phần nào cho ba chị và chị được đặt chân đến mỹ lần đầu tiên và trong cái lần đầu tiên tới mỹ để mà thăm đó thì dĩ nhiên thăm bà là một lẽ nhưng mà một lẽ song song đó là sau khi mà bà thấy chị và ba của chị qua thì bà của chị cũng khỏe hơn tinh thần phấn khởi hơn và bà bà cũng tốt lên hơn Lúc này thì những cái người cuối tuần thì những người bác, người chú, người cô cũng luân phiên nhau uh, sắp xếp cái ngày nghỉ, ngày ốp để mà có thể chở cháu mình đi chơi vòng vòng tham quan trong nước Mỹ. Thì dĩ nhiên không có thể nào mà tránh khỏi. Chuyến này là chị với ba chị đi qua Mỹ thăm bà nội là được ở Mỹ đến 3 tháng. Và nhờ như vậy, nhờ thời gian ở lâu như vậy mà chị đã có cái cơ duyên Cô của chị dẫn chị đi chơi cùng với những cái hội bạn. Trong những cái hội bạn đó là toàn là những cái người Việt sống ở Mỹ, sống ở cái khu đó. Thì nhờ được tham gia trong cái hội của hội người Việt sinh hoạt bên Mỹ, thì chị mới được cô chị giới thiệu và sao mắt với mọi người là cháu gái bên Việt Nam qua chơi, đó qua thăm. Thì lúc này ở trong cái hội người Việt đó có một anh chàng, anh này Tinh Minh. Thì anh này rất là thấy chị rất là thích luôn. Ảnh lớn hơn chị 5 tuổi thôi thì cũng không gọi là già quý vị cũng còn trẻ đúng không? Đàn ông mà mới 30 thì trẻ mà. Thì ảnh mới thấy ảnh thích. Ảnh cũng đi tham gia cái hội ở trong người Việt, ảnh cũng thân với lại cô của chị Lan lắm. Nhưng mà lúc này thấy con cháu gái của chị Lan á, thích lắm. Nhưng mà nếu mà mình nhào tới mà mình xin làm quen liền thì nó đường đột quá. Nên là cái hôm đó tối ngày hôm đó ra mắt và chơi rồi cũng có nhậu, cũng có bia rượu này kia. Nhưng mà xong rồi sau đó thì chị Lan cũng được cô dượng của mình trở về nhà nghỉ ngơi thì uh, sau cái lần gặp gỡ đầu tiên trong cái hội sinh hoạt hội đó thì cái anh anh Minh này nè ảnh đã để ý chị Lan rồi và ảnh tìm cách nào đó để có thể lân la tiến lại gần chị Lan hơn để mà từ từ kết nối làm quen thì uh, chị anh Minh á, thì rất là thân với lại cô của chị Lan nên là lúc này cô Dượng chị cũng mời anh Minh về nhà để mà ăn uống rồi nhậu ở tại nhà của cô Dượng luôn à, làm nướng bbq đồ này kia nhậu nhẹt ở nhà vào cuối tuần thì anh Minh cũng tới chơi và tới chơi không phải là chỉ tới chơi mà tới ảnh còn mang theo đồ ăn ảnh chuẩn bị sẵn ướp sẵn đồ này kia ở nhà ảnh mang qua để ảnh hùng đồ ăn vô để mà nhậu nữa thì nhờ vậy mà anh Minh cứ qua lại nhà cô trong thời gian chị Lan lưu trú cùng ba chị tại đó và thế là anh Minh đã bắt đầu á là thể hiện là cử chỉ quan tâm chị Lan nhiều hơn và dĩ nhiên là trong xuyên suốt thời gian 3 tháng gần gũi với nhau lâu ngày thì nó cũng phải nảy sinh tình cảm chị Lan cũng thích ảnh bởi vì là trước đó ở bên Việt Nam chị Lan vẫn chưa có người yêu vẫn còn là con gái độc thân à, lúc này thì cô của chị cũng biết được là con gái, cháu gái của mình với lại cái thằng này có vẻ là có tình ý nên là trong cái bữa ăn trước cái ngày mà chuẩn bị mà cha con chị Lan bay về Việt Nam á là cái ngày hôm đó là làm một cái bữa tiệc chia tay ngoài là những người thân trong gia đình ra thì còn mời thêm những cái người bạn những người thân quen của cô chị nữa tới chơi và trong đó có anh Minh thì cái ngày hôm đó cô của chị Lan mới tỏ bày ở nói thẳng với Minh á là hôm nay á, là cái bữa tiệc chia tay Lan á, nó cũng chuẩn bị quay trở về Việt Nam nếu như mà mà mày á, thích uh, Lan cháu của uh, cô á thì mày thể hiện như thế nào để cho mọi người trong gia đình tin tưởng thì cái mối quan hệ này nếu mà mày đến là chắc chắn là phải là mối quan hệ chân thành đàng hoàng chứ không có quen tầm bậy không có phải là quen vui chơi qua đường nha thì cô cũng nhấn nhá nói với lại anh Minh như vậy và anh Minh dĩ nhiên là thích Lan là thích thật quý vị sau khi Lan quay về Việt Nam anh Minh là người đưa Lan ra sân bay rồi cũng như là xin số điện thoại và sau đó hai người duy trì liên lạc qua lại giữa Việt Nam và Mỹ chính thức hai người công khai yêu nhau và trở thành một cặp rất đẹp đôi bạn bè bên việt nam ai cũng nói với lan là mày quá may mắn khi mà được đi qua mỹ mà lại còn vô tình lượm được bí kíp tìm được một tình yêu chân thật cho mình à, mày không lấy anh minh thì bây giờ mày lấy ai anh Minh á phải nói là một cái người con trai vừa đẹp trai, phong độ mà lại là Việt kiều Mỹ. À, rồi thêm cái nữa có công ăn việc làm bên đó ổn định, đó là niềm mơ ước của bao người con gái mà người ta không được. Cho nên nếu mà anh ấy đòi cưới thì mày cứ cưới luôn đi. Nay mày cũng 25, 26 rồi. Thì những người bạn của Lan ở bên Việt Nam ai cũng nói vô hết ai cũng muốn Lan lấy cái anh Minh này. À, nghe xong thì Lan cũng cười cười cho qua nhưng mà rồi đúng mà y chang. À, cuối cùng thì Lan cũng kết hôn với anh Minh. Và sau khi hai người yêu nhau là cho tới khi cưới Là yêu nhau 2 năm và cưới nhau là đến nay là được một năm gần tròn vỏn vẹn một năm à, Về sống chung với nhau ở bên Mỹ là hai người đoàn tụ bên Mỹ và sống chung với nhau đến nay là một năm rồi đó quý vị Còn trước đó là hai người yêu xa rồi là cưới nhau rồi làm thủ tục này kia nó mất thời gian cũng gần 2 năm hơn Thì sau khi mà hai người đã sống với nhau bên Mỹ đến nay là một năm Là mọi người đều ai cũng nghĩ rằng là về là sẽ có con liền nhưng mà vì là hai vợ chồng có một cái sự thỏa thuận ngay từ đầu là vì lan mới qua mỹ nên lan muốn ổn định cuộc sống trước rồi mới có con sao nên là một năm hơn hai người sống chung nhưng mà chưa có con bởi vì là lan đang kế hoạch căn nhà của minh thì rất là rộng rãi đẹp đẽ khi mà lan qua tới nơi là có nhà để ở có xe để chạy cho nên là cuộc sống của lan rất là nhanh để bắt kịp ở bên đây và chồng của lan anh minh là một người đàn ông rất tâm lý biết giúp đỡ chia sẻ với vợ trong cuộc sống dường như là anh Minh hoàn hảo ở nhiều những cái khía cạnh nhưng mà chỉ chỉ có duy nhất một chuyện không hòa hợp được kể từ sau Lan qua bên Mỹ Lan mới phát hiện đó là anh Minh không hòa hợp được với Lan trong cái chuyện giường chiếu ngày yêu nhau thì Lan với Minh hai người yêu xa cái lần mà gặp bên Mỹ thì cũng là đa số hai đứa hai đứa gặp nhau toàn là trong những cái cuộc ăn uống của gia đình hai đứa chưa từng đi chơi riêng chưa từng có không gian riêng để mà có những cái pha vượt rào nên là cả hai tình yêu trong sáng hồi lúc bên Mỹ tới khi về Việt Nam hai bên yêu xa cho nên cũng chưa có thể nào mà gặp nhau để mà có thể có những giây phút riêng tư gì cả rồi cho tới khi mà cưới nhau rồi làm thủ tục uh, uh, qua bên đây rồi mọi thứ thì nói chung đều tới ngày hôm nay luôn hai người vẫn lan vẫn chưa biết là về cái mức độ sinh lý của anh Minh thực thực sự là như thế nào bởi vì cái hồi đám cưới á, thì có hai người có một cái đêm tân hôn nhưng mà cái đêm hôm đó thì cả hai đều mệt cho nên là chỉ làm cho có lệ xong rồi lăn ra và ngủ lúc đó thì lan cũng mệt và anh minh cũng mệt nên là lan cũng không có biết được là uh, sinh lý của anh minh là người như thế nào mãi cho tới khi mà lan qua bên mỹ có nhiều thời gian gần gũi chồng hơn và trong cái trạng thái vợ chồng cùng thoải mái cùng thư thả thì lúc này lan mới biết được chồng mình yếu trong cái chuyện giường chiếu lan còn nhớ như in cái lúc mà Cưa, gã con gái mình cho cái anh Minh này nè thì ba của Lan á, có nói với Lan một câu mà bây giờ Lan ấn sâu vô trong đầu đó là ba Lan nói á, là hôn nhân muốn hạnh phúc á, là mình phải bền vững mà bền vững thì cần phải có ba thứ hợp nhau thứ nhất là phải hợp ở, thứ hai là hợp ăn và thứ ba là phải hợp ngủ thì ba cái điều này nó rất là quan trọng trong cái chuyện chăn gối mà chuyện chăn gối thì nó lại càng rất quan trọng hơn mà mình đừng nên coi thường nó bởi vì nó sẽ là một cái phần một cái sợi dây kết nối để giúp cho vợ chồng có thể là sống bên nhau lâu dài bền chặt thì lúc đầu Lan nghe xong thì Lan cũng gật gật đầu vậy thôi nhưng mà mình chưa có trải nghiệm thực tế mình cũng chưa biết không có hiểu rõ cái hàm ý bên trong câu nói của cha mình như thế nào nhưng rồi bước vào cái cuộc sống hôn nhân và qua tới Mỹ thì bây giờ Lan mới thấm thía những cái lời mà ba mình bố mình dặn dò mình trước đó thu thật là từ ngày mà qua tới Mỹ tới nay thì những cái lần đầu mà qua Mỹ á, mấy ngày đầu qua Mỹ á thì những cái ngày đầu đó vợ chồng sinh hoạt quan hệ với nhau, lẽ ra vợ chồng xa cách có những cái ngày đầu đó mình mình được gặp gỡ, được đoàn viên thì vợ chồng sẽ có những cái đêm rất là mặn nồng đúng không? Trực cháy luôn. Nhưng mà đằng này nó lại khác nhau. Những cái lần đầu hai vợ chồng gặp nhau quan hệ thì trong vài lần đầu đó cả hai luôn anh minh á quan hệ với chị lan á là anh minh chưa được hai phút là đã ngã ngửa rồi anh ấy đã không thở nổi nói chung là thở không ra hơi hổn hển rồi đó thì khi đó chị lan á còn chưa kịp cảm nhận được cái gì hết là chồng mình đã coi như xong việc rồi đôi lúc thì chị Lan cũng hụt hẫn vô cùng. Chồng của mình á nhìn bên ngoài tướng tá đạo mạo, bạn của mình ngày trước bên Việt Nam nhìn hình của anh Minh ai cũng nói chồng mày á nhìn á gọi là rất là phong độ, à, tướng tá rất là bảnh tỏn. Nhìn vào không có ai nghĩ chồng mình lại là người yếu sinh lý. Đôi lúc chị Lan hụt hẫn vô cùng. Chồng á cũng nhìn thấy vợ. Những cái lúc mà lâm trận hai vợ chồng á thì anh minh cũng nhìn và cũng để ý cái sắc thái gương mặt của vợ mình có vẻ không có được thoải mái và hài lòng chưa có được thỏa mãn cho nên những lúc đó thì anh minh á ảnh cũng đôi lúc ảnh nói với chị lan á là anh xin lỗi ảnh chỉ biết nói xin lỗi thôi bởi vì là ảnh bây giờ cũng đuối quá rồi kêu ảnh cố gắng đáp ứng ảnh không đáp ứng nổi chứ không phải là ảnh không muốn thì cưới nhau đã lâu rồi tới nay là cũng một năm hơn nhưng mà cả hai vợ chồng chưa có con vì ngay từ đầu đã có sự thỏa thuận là để cho chị Lan thích nghi cuộc sống Mỹ đã những người bên đây là bên Mỹ là như cô gì chú bác của chị Lan mỗi lần mà gặp chị Lan hỏi thăm hai vợ chồng khi nào dự định có con thì chị Lan chỉ biết mỉm cười trừ hoặc là chỉ nói là bọn bọn con hiện tại chỉ mới lên kế hoạch thôi thì có những cái tháng trời đêm nào á anh Minh cũng nằm ôm vợ ngủ, rất là tình cảm nhưng mà làm là không có làm chuyện ấy luôn. Tức là ôm nhau ngủ rất là trong sáng mà không có làm chuyện ấy. Dù cho là chị Lan có khỏa thân hay là chị Lan có mặc đồ quyến rũ cỡ nào đi chăng nữa nó cũng vô ích. Thậm chí nha, đôi đôi lần luôn chị Lan còn chủ động nói với chồng mình như, như, như thủ thủy ở bên lỗ tai như vậy nè. À, tối nay á, mình tập thể dục tí đi anh. Thì thông thường đàn ông á chồng á mà nghe cái câu đó là biết rồi đó biết là coi như là phải trả bài rồi đó quý vị nhưng mà thằng này á anh minh nghe cái câu đó xong anh minh lại nói với chị lan vậy nè à, thôi chắc để khi khác đi nha em hôm nay anh mệt rồi câu đó là câu cửa miệng của anh minh luôn đó và đó cũng là cái điều làm cho chị Lan rất bức xúc Và dĩ nhiên một người con gái nha quý vị Mỗi lần mà người ta đã ngỏ ý Người ta đã nói rồi không phải ngỏ ý đâu mà người ta nói hoạch tẹt ra luôn rồi Người ta nói trực tiếp ra như vậy Mà người ta là phái nữ mà người ta chủ động nói hoạch tẹt như vậy rồi Mà chồng còn khước từ thì dĩ nhiên Nói dù là vợ chồng đi chăng nữa không ngại thì cũng phải ngại chứ quý vị Mình cũng quê quê chứ rồi mỗi lần mà anh minh nói vậy xong cái anh minh giống như là sợ sợ vợ đè ra vợ làm gì luôn Đúng không sợ là vợ tức quá vợ đèm ra làm cho nên mỗi lần á mà ổng từ chối chị lan ổng nói thôi bữa khác đi em hôm nay anh mệt á là ổng vừa nói xong câu trước câu sau ổng lăn ra ổng ôm cái gói ôm ổng ngủ rồi ổng ngủ ổng giả bộ ổng ngủ giống như là ổng mệt đắm đuối lắm rồi vậy đó thì em hỏi quý vị một người vợ nhìn thấy cảnh đó không lẽ nào làm gì nổi nữa quý vị thấy có muốn cũng không làm được nữa thấy thằng chồng của nó sụ lơ vậy rồi sao làm đó thì cái anh minh này nè mỗi lần mà ảnh trả lời khước từ rồi ảnh như thể hiện cái hành động cử chỉ như vậy đó, là chị lan ảnh chỉ chỉ cũng nằm và chỉ xây mặt qua cái hướng khác rồi chỉ ứa nước mắt chị ứa nước mắt đó là chỉ tuổi thân mình phải không chị không có ngờ không có ngờ tưởng đâu là mình may mắn mình ok quá trời luôn cuối cùng bây giờ mình trước phải ông chồng yếu sinh lý đó thì vợ chồng cứ như vậy thì bao giờ mới có con đây thì chị lan cũng tức cái mình tức cái mình nha lên trên báo coi này kia để mà học hỏi thêm cái cách làm sao để mà có thể giúp cho chồng mình tăng cái ham muốn thì chị lan cũng đọc báo người ta cũng có viết là khi mà chồng không có mặn mà quan hệ với vợ thì nhiều ly khi là cái ông chồng của mình ổng có bộ có bịch có bộ nhí bên ngoài nhưng mà coi trên báo coi trên mạng quý vị thì nó tràn lan đại hải tùm lum cái tin tức rồi mỗi cái tin là nó khác nhau cho nên mình coi nhiều quá mình cũng bị loạn, loạn kiến thức cào cào lên quý vị nhưng mà chị lan chỉ có một cái lòng tin với chồng mình nha mặc dù là biết chồng yếu sinh lý nhưng mà chỉ biết chắc là chồng mình không phải là cái thuộc cái dạng đàn ông lăng nhăng bên ngoài Bởi vì là ảnh đi làm và ảnh giờ giấc này kia ảnh thường xuyên ảnh nhắn tin chụp hình gửi cho chị thường xuyên Nên là chị có một cái lòng tin nào đó nhất định ở chồng mình Và chị Lan hài lòng chồng mình về mọi điều luôn Công việc, cuộc sống rồi lo nghĩ cho vợ là nói chung là anh Minh là very good luôn chỉ duy nhất một một điều thôi đó là cái chuyện chăn gối thì thật sự nó làm cho chị Lan bị bế tắc nửa năm trời liền nửa năm liền như quý vị nằm cạnh nhau như vậy đó từ ngày qua mỹ là coi như nửa năm nằm cạnh nhau hai vợ chồng cái số lần mà vợ chồng gần gũi với nhau á có khi nó đếm không hết hai đầu ngón tay hai đầu ngón tay thôi đó quý vị nhiều đêm nha chồng của chị á trời anh minh á anh ngủ chị lan á chị chỉ có biết thở dài thở dài thở dốc thôi mệt buồn bởi vì mình bế tắc mà mình không tìm cách tháo gỡ được Và chị Lan cũng bắt đầu cảm nhận mình cũng muốn có một đứa con Thèm khát được một lần yêu đương cuồng nhiệt với chồng mình Thì khi mà nghe qua thì chắc là mọi người sẽ nghĩ rằng chị Lan là một cái người phụ nữ ham muốn cao, ham muốn cực độ đúng không? Nhưng mà thật ra trong cái câu chuyện mình nghe từ đầu tới cuối Mình đầu đầu đuôi thì mình mới hiểu được là thật ra chị Lan không có phải là người ham muốn quá độ mà chỉ cần là chồng mình nó cho mình giống như là ăn vừa đủ thôi không cần ăn nhiều đâu cho ăn vừa đủ tức là ví dụ một tuần cũng cho vợ chồng sinh hoạt chuyện chăn gối cũng phải đôi đôi ba lần đúng không một tuần hai lần là tối thiểu cũng phải có chứ vợ chồng còn trẻ mà đâu phải già đâu mà 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 hì hục không nổi hàng tuần một tuần hai lần đúng không quý vị thì ở đây là chị Lan chỉ không có hoàn toàn chỉ không có ham muốn gì cao mà chỉ chỉ cần là chồng mình đáp ứng cho mình vừa đủ như những cặp vợ chồng bình thường là được nhưng mà đằng này anh Minh là anh không đáp ứng được cái đó luôn em nói quý vị là 6 tháng mà hai vợ chồng quan hệ chưa được hai hai lần là là quý vị thấy rồi nó quá là ít luôn rồi đó thì hỏi làm sao mà chị Lan chỉ không bế tắc thì uh, vì là cái nhu cầu sinh lý ai mà chẳng có đúng không quý vị chẳng qua là người ít người nhiều thôi mỗi lần á mà ba má chồng á ba má anh minh á gọi hỏi thăm chị lan á về cái chuyện con cái gọi cho con dâu nói bóng nói gió về cái chuyện con cái bởi vì ông bà cứ nghĩ á là nguyên nhân nguyên nhân mà chậm con là do chị lan không à thì mỗi lần mà nghe ba má chồng nói như vậy á chị lan chỉ chỉ có biết á là ngậm đắng nuốt cay bậm chặt môi rồi ậm ừ nói khéo cho qua chuyện chị lan á không có thể nào nói với ba má chồng á là do con trai của ba mẹ yếu sinh lý không thể nói cái điều đó được bởi vì không có không có ai muốn mà chồng mình bị mất thể diện hết nếu mà mình là một người phụ nữ đàng hoàng mình thương chồng mình không có muốn chồng mình mất thể diện mà dù có nói đi chăng nữa cũng chưa chắc là ba má chồng chịu tin bởi vì ba mẹ thì lúc nào người ta cũng muốn con người ta tốt chứ ai muốn là bị con người ta nói xấu nên là nếu mà nhiều khi chị có nói ra cũng chưa chắc ba má chồng tin về chị mà có khi lại còn nghĩ rằng là chị là người phụ nữ lăng loàn ham muốn cao và giống như là nói xấu chồng bây giờ thì chị lan mới bắt đầu tìm qua cái cách đó là mua đồ tẩm bổ cho chồng nhưng mà mỗi lần tẩm bổ chồng chị anh minh ảnh ăn xong rồi ảnh lại đâu vào đó ảnh vẫn miệt mài ôm vợ ngủ mà không có đụng chạm làm gì cả nhiều người đàn ông á, họ thích hôn Thì trong lúc họ hôn á, Đôi khi họ sẽ có những cái là chạm vào Những cái vùng nhạy cảm của người phụ nữ Ví dụ như là có vợ Thì họ sẽ sờ ngực vợ của họ Thì ở đây á, chị Lan chỉ tâm sự là Cái vòng 1 của chị á, rất là đầy đặn trắng nõn luôn Mà mỗi lần mà ôm ổng Hôn ổng hay là mình có những cái cử chỉ Âu yếm như ổng để cố tình tạo Cái ham muốn cho chồng á. Thì mỗi lần như vậy chồng chị ổng Cứ phớt lờ những cái hành động nhạy cảm Mà ổng chỉ có hôn chị xong qua lo rồi thôi ổng không có để ý tới những cái chuyện đó, ổng không có để ý tới cái body của chị luôn. Thậm chí nha, có lúc vô tình á ôm chị, chạm chị, lỡ vô tình cái tay ổng chạm vào trong cái vòng một của chị, nhưng mà những cái lúc đó cái ổng mà tự nhiên ông giật cái tay ông xuống ông ông tròn qua cái eo chị ông ôm cái eo chị ngang xương vậy đó mà ông không thèm sờ mó gì chị cũng rất là tức luôn á bởi vì bây giờ vợ chồng đã là vợ chồng chứ có phải là còn tình yêu thời niên thiếu tình yêu học sinh hay là học trò gì đâu mà ngây thơ đến mức độ mà không đụng chạm gì cả thì chị lan nó mới bắt đầu quá chán nản vô cùng nhưng mà không dám nói ra rồi á quý vị đến một cái lần ngày hôm đó anh minh ảnh phải đi công tác thì chị lan á đã tự cho phép bản thân là xỏ một cái lần hôm nay tại vì hôm nay là anh minh anh nói anh đi ảnh ảnh sẽ đi công tác và qua một hai ngày sau anh mới về ảnh không nói chính xác được thời gian nhưng mà chắc chắn là tối nay ảnh sẽ không có nhà thì chị lan chỉ mới thấy là bây giờ chỉ buồn trong lòng quá nhiều bế tắc thì bây giờ chỉ mới tự cho phép bản thân xỏ một lần nên á là chỉ mới đi sinh nhật của một cái đứa bạn thì cái đứa bạn này á, là chị cũng mới quen lúc mà qua Mỹ thôi Thì cái đứa bạn nó mới kéo chị lên trên ba nó, nó kêu chỉ là lên trên đây chơi này, này kia Sinh nhật nó tổ chức ở trên cái ba này Rồi lên đây để mà quẩy Để mà quên đi những cái sầu muộn trong lòng và đây cũng là lần đầu tiên chị Lan chỉ bị uh, tò mò Không biết á, là quán bar ở Mỹ nó có khác gì so với quán bar bên Việt Nam DJ á, người ta đánh nhạc nó có gì khác với đánh nhạc bên Việt Nam Cho nên chị cũng tò mò thì khi mà cái người bạn này rủ á, lên bar để mà ăn sinh nhật á, Thì chị đồng ý chị đi luôn Một phần là lên trên đó để mà xem ba Mỹ nó như thế nào Một phần nữa là cũng muốn lên đó để mà ăn cái tiệc sinh nhật đó Và để mà quẩy giải tỏa tâm lý trong lòng thì khi mà tới chắc chắn là người đang buồn thì phải uống nhiều quý vị cho nên chỉ uống khá là nhiều bia rượu ở trong ba thì tại đây chỉ đã gặp một cái ông tây một cái anh tây thì cái anh tây này là, là người mỹ luôn anh này á ảnh cũng có một cái vẻ là ảnh không có thích ồn ào tức là giống như vô đó nhưng mà không có thích nhạc uh, sập sình quá chỉ là vô chơi giống như là chiêu chiêu một chút rồi đi ra chứ không có phải là lầy lội ở trong đó thì cái anh chàng tây này là ảnh tinh ken thì cái anh Ken này nè ảnh hai ảnh mới chủ động tới bắt chuyện với chị Lan rồi hai người nói chuyện và thấy có vẻ nó hợp hợp nhau thì lúc mà sao về á ra về á thì chị Lan chỉ mới đi loạn chọn loạn chọn đi còn cái anh Ken này á thì ảnh lại thấy chị như vậy cho nên ảnh mới thấy á, là ảnh muốn tỏ ý là muốn đưa chị Lan về thì lúc này trong người chị Lan là đã sỉnh rồi chị Lan mới nhìn thấy cái người cái anh Tây này nè cái anh Ken này nè quá lịch thiệp nói chung là lịch thiệp mặc dù là tay nhưng mà không có sổ sàng họ vẫn rất lịch thiệp mặc dù biết chị Lan đã sỉnh ngắt cần câu rồi thì lúc này không hiểu sao chị Lan gật đầu để cho anh Ken đưa về thì lên trên xe anh Ken nó mới hỏi là cái hướng về nhà chị như thế nào thì chị chỉ đường và sau đó thì anh Ken đưa chị về nhà hai đứa vừa vô trong nhà của chị Lan xong anh Ken dìu chị Lan vào nhà của chị Lan xong thì bắt đầu là hai người lao vào nhau như con thiêu thân vậy đó và cái bộ váy trên người của chị Lan á, lúc đó nó được anh Ken cởi bỏ một cách nhanh chóng Bàn tay rắn chắc của anh Ken cũng từ từ luồn vào trong tóc Rồi bắt đầu là mân mê xuống cái bầu ngực căng tròn của chị Lan Và dĩ nhiên đây là lần đầu tiên chị Lan được cảm cảm nhận cái cảm giác này Anh Ken bế chị Lan bỏng lên trên rồi bắt đầu hôn ngọt ngào rồi còn làm những cái chuyện quan hệ một cách rất là điêu luyện thuần thục và cái đêm hôm đó đã chị lan đã hoàn toàn được thỏa mãn cả về tinh thần lẫn thể xác chị không còn tỉnh táo và cũng dù như là có tỉnh táo chị cũng vẫn để cho mọi thứ diễn ra bởi vì đây là thứ mà chị rất là ham muốn từ bấy lâu nay mà chưa được rồi thì cái chuyện đó nó đã diễn ra xong cho đến sáng ngày hôm sau thì cái anh ken này ảnh mới bỏ đi về và chị Lan á mới dọn hiện trường xem như không có chuyện gì xảy ra Nhưng mà nào ngờ đâu đang lúc mà chị Lan đang dọn dẹp nhà cửa Chị định là dọn dẹp xong xuôi rồi mình sẽ đi tắm luôn một thể Thì lúc này chồng chị ở đâu lũi về quý vị Chồng chị ảnh đi công tác ở đâu ảnh về Thì ảnh đã nói trước là ảnh sẽ đi chắc chắn đêm qua là ảnh không về kịp Thì có thể là qua hôm sau ảnh mới về Nhưng ảnh không nói chính xác ảnh về buổi nào Thì ngay cái lúc này chồng chị anh Minh ảnh về thì ảnh vô trong nhà, ảnh lập tức thấy vợ mình á đang mặc trên người một cái váy rất là mỏng manh, sexy. Thì dĩ nhiên rồi quý vị, tại vì á tối qua là ngủ với cái anh chàng tây kia cho nên á là chị Lan á cũng có những cái màn mà cởi đồ ra hết rồi, thì giống như là cũng mặc váy ngủ đồ sexy này kia. Thì tới sáng chỉ thức dậy chỉ vẫn để nguyên hiện trạng dậy và chỉ dọn dẹp phòng ốc này kia dọn bãi chiến trường mà đêm qua hai người là quậy tanh bành trong cái phòng đó rồi bắt đầu là chỉ đang làm làm như vậy thì trên người vẫn còn mặc cái váy ngủ sốc sệt đó nên là anh chồng lũi về lúc đó thì nhìn thấy vợ trên người mặc đồ hớ hên thì ảnh cứ nghĩ là vợ mình tối qua ngủ mặc đồ kiểu đó thôi nhưng mà dĩ nhiên người chồng nào mà đi xa mà về nhìn thấy vợ như vậy mà không thèm muốn nên là một chút xíu gì đó ham muốn trong người anh minh cũng trỗi dậy lúc này thì ảnh nhào tới ôm hôn và ôm hôn vợ mình chị lan á tới tấp luôn thì chị lan mới thấy vậy ngưng tay và mới nói thủ thủy bên tay anh minh á là thôi anh cũng mới về em cũng chưa tắm thôi thì để hai vợ chồng mình đi tắm chung đi cho nó lãng mạn thì uh, chị, chị chị lan cũng bình thường nha quý vị bình thường định là tưởng đâu là ok ngon lành rồi chồng mình đi công tác xong về là chồng mình gọi là sung mãn rồi uh, tưởng đâu trong lòng á uh, mừng thầm tối qua được ăn tối no quá sáng nay chưa kịp đói nữa là giờ được ăn tiếp rồi <laughs> thì đang nghĩ như vậy đó quý vị thì lúc này á uh, anh minh với chị lan hai người á uh, vừa hôn vừa đi tơ vô nhà tắm thì uh, đang rất là chiêu chiêu mặn nồng với nhau rồi này kia ha trong bụng của anh Minh á, thì anh cũng nghĩ là trời sướng quá đi đi làm xa về mệt mỏi à, người chưa tắm rửa mà bây giờ tự nhiên vợ tắm cho mà vợ tắm chung nữa thì còn gì tuyệt bằng nữa nói chung là cả hai đang rất là phê pha luôn thì khi mà như vậy á, thì vô tới nhà nhà tắm á, thì anh Minh á, anh mới đưa tay lên anh định định mở cái dòi qua sen thì lúc này tự nhiên minh ảnh khẩn lại quý vị ảnh khẩn lại luôn khi mà ảnh phát hiện ra một điều vô cùng bất thường thì lúc này ảnh mới nhìn nhờ chầm chầm vô cái chiếc giòi hoa sen ở trên đầu mình và ảnh tự hỏi á, là ảnh hỏi chị chị lan á, vợ ảnh là tại sao vậy tại sao thì chị lan chỉ ngơ ngác chứ không biết chuyện gì tự nhiên chồng mình đang gọi là đang chiêu quá trời đang phê quá trời tự nhiên uh, chồng mình ngơ ngác rồi tôi nạt nộ mình tại sao tại sao đó thì chị Lan đâu có biết chuyện gì chị Lan mới ú ớ không biết chuyện gì cả thì không nói nhiều lúc này anh anh Minh mới bắt đầu thấy vợ ngập ngừng anh Minh mới tát chị Lan một bạc tay và chị Lan chối với không biết thì anh Minh mới chỉ rõ ra sự khác thường ở trên cái chiếc dồi qua sen thì lúc đó chị Lan mới bắt đầu sụp xuống lắp bắp sợ hãi và thừa nhận bản thân anh Minh là anh cao chỉ có 1m68 thôi thì có thể nói là so với mặt bằng chung chiều cao của đàn ông 1m68 thì cũng không gọi là cao nhiều đâu nhưng mà bản thân anh Minh và vợ hai người có một cái chiều cao nó xê xích nhau ở một cái khoảng tương xứng đó là vợ của anh Minh chị chị Lan là chỉ có cao 1m55 56 thôi thì thông thường cái vòi qua sen ở trong nhà tắm lúc nào nó cũng chỉnh ở trong cái mức trung bình của hai vợ chồng À, để mà cái nước nó bắn xuống là coi như vừa đủ tắm nhưng mà bây giờ á, ngày hôm nay á, anh minh vô thì anh minh lại thấy ngỡ ngàng khi mà cái vòi hoa sen trong phòng tắm của mình á bây giờ ai đã điều chỉnh lại nó lên rất là cao đẩy lên rất là cao mà ảnh án chừng nha cái người này á, là phải sở hữu chiều cao phải một m tám một m tám thì mới vừa với lại cái mức độ của cái vòi hoa sen này và anh minh ảnh mới bắt đầu á ảnh nghĩ trong đầu là ảnh đi công tác một đêm qua không có về mà đêm qua ảnh cũng không có gọi cho vợ ảnh cũng quên luôn ảnh mệt quá làm mệt quá, quên không có gọi cho vợ vậy thì bây giờ ai là cái người điều chỉnh của cái giò hoa sen lên cái độ cao đó vì là tan chứng đã có rồi bây giờ tìm thêm vật chứng nữa thì anh minh đến mới bắt đầu là nhào vô cái giường liền tại anh thấy là lúc về là thấy vợ mình đang dọn dẹp trong phòng nên ảnh cũng nghi ngờ là chắc vợ mình đang phi tan đi những cái hiện trạng trong phòng trước đó nên ảnh lật đật nhào vô nhào lên cái giường của ảnh cái nệm của của vợ chồng để anh tìm kiếm bằng chứng thì khi mà ảnh tìm thì ảnh thấy trên đó có một cái sợi tóc xoăn xoăn ngắn ngắn mà màu vàng sáng thì anh Minh ảnh mới nghĩ chắc chắn không phải là tóc của ảnh rồi tại ảnh là người việt mà tóc đen mà làm gì tóc ảnh có nhuộm chăng nữa cũng không phải là cái tóc màu vàng này thì cái độ dài này thì nó cũng không phải là độ dài của tóc của ảnh luôn thì lúc này ảnh mới nghĩ rất có khả năng đã có một người đàn ông nước ngoài xuất hiện trong nhà của ảnh Thì lúc này trên tay ảnh đã có thêm cái bằng chứng sợi tóc cộng thêm cái bằng chứng của cái giò hoa sen Thì những cái bằng chứng này nó không thể nào chối cãi được Nên lúc này chị Lan buộc lòng phải thừa nhận là cái hôm đêm hôm qua Chị Lan đã lên ba uống rượu với bạn thân và đã quen được một cái gã đàn ông Tây tên là Ken Thì à, hai người đã vui vẻ qua đêm hôm qua Lúc này thì chị Lan khóc lóc xin anh Minh tha thứ ờ, Nói là chỉ là lỡ tình một đêm thôi ờ, Sáng ra là cái người đàn ông Tây đó là với chị Hai người đã lập tức chia tay và không không hẹn ngày tái nạm luôn Mà một cái điều nữa là chị Lan còn nói với chồng Nếu như mà anh muốn mà giống như ông ăn trả bạn anh em Thì em vẫn chấp nhận Vì em đã làm sai trước thì anh có làm sai Em cũng không có thể nào mà la mắng hay là trách hờn anh chỉ cần là anh đừng ly hôn em thì quý vị biết không tại sao mà cái chị chị lan này chị lại nói là dù là bây giờ chồng chỉ có đi ra ngoài chơi gái chị cũng không có trách chị miễn sao anh minh không ly hôn là tại vì chị nói câu đó là đúng rồi tại vì á là hai người á, qua bên mỹ sống mới một năm mấy chỉ chưa có quốc tịch chưa này kia mà quý vị nên là nếu bây giờ nha mình nói mình mình nghe thôi là mình hiểu liền nếu mà bây giờ anh minh mà một câu nói mà chia tay ly hôn với chỉ một cái rồi thì bây giờ chỉ như thế nào đó chẳng lẽ nào bây giờ người thân chỉ có chắc là cu mang cho chỉ xuyên suốt không à, cô gì chú bác có chắc là sẽ lo lắng cho chỉ xuyên suốt thời gian sau này không tại vì á người ta cũng có cuộc sống của người ta người ta cũng có con có cháu có những cái chuyện mối lo công việc của người ta chỉ có khi nào á là mình đi qua đây mà mình có cha có mẹ hoặc là mình có chồng có vợ thì những người đó là những người người ta sẽ giữ mình ở bên cạnh người ta bảo bọc mình nhiều thôi còn mà những người khác thì mình không chắc đâu quý vị nên lúc này á là anh minh ảnh mới buồn rất nhiều ảnh nghĩ trong lòng á bản thân của ảnh ảnh cần gì phải đi mà ông ăn chả bạn đem với vợ làm chi à, đi lên đi làm những cái chuyện như vậy mình đã chê trách vợ mình mà mình đi ra ngoài mình làm cái chuyện y chang vợ mình thì mình còn trách gì ai nên anh Minh chắc chắn là anh sẽ không có làm cái chuyện ông ăn trả bạn em như giờ, lời vợ anh nói Nhưng mà cái điều mà anh Minh anh cần là một cái người vợ chung thủy Chứ không phải là một cái cô vợ thích nếm trải cái cảm giác lạ với đàn ông Tây hơn nữa là cái niềm tin của anh Minh bây giờ nó mất rồi Thì làm sao có thể cùng nhau vung đắp hạnh phúc tiếp Thì dĩ nhiên nói tới đây thì quý vị mình cũng biết là cái diễn cảnh của cuộc cuộc hôn nhân này chắc chắn là kết cuộc là phải ly hôn Không có cái ngoại lệ nào khác hết là phải ly hôn thì câu chuyện đến đây thì cũng đã đến cái hồi kết. Cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu quý vị cô chú anh chị nghe xong có thể để lại chia sẻ cảm xúc bên dưới comment video ngày hôm nay. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video kế tiếp.